Và trước khi mình vào video clip mình, mọi người có thể là bỏ ra 10 giây, mọi người like video, đăng ký kênh và bình luận video phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn có thể chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để mình có thêm động lực làm video hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Hey, rồi xin chào bạn trở lại YouTube của mình nha. Để mình xin chúc các bạn đang xem video clip mình có một buổi tối thật là vui vẻ nha mọi người. Và hiện tại bây giờ một số bạn đang thắc mắc là anh ơi, khi mà một cái nick bị thu hồi vật phẩm đó là Lương Tướng và Dương Trang Phục thì nick đó sẽ như thế nào? Thì sau đây thì mình sẽ review cho anh em xem cận cảnh một cái nick của mình đã bị thu hồi lại Dương Tướng và Dương Trang Phục nha anh em. Thì hiện tại hôm trước ấy thì mình nhận nick này có 103 tướng và 367 trang phục. Thì bây giờ họ đã thu hồi lại chỉ còn 47 tướng và 73 trang phục nha. Và sau khi thu hồi lại thì nick mình còn cái gì, lãi được cái gì, thì các bạn có thể là theo dõi cận cảnh nick này. Mình sẽ review hết cho anh em xem và mình lãi lời được cái gì nha anh em. Và một số mẹo hôm nọ mình chỉ anh em đấy, thì em lãi được cái gì. Thì trước khi vào video clip mình, mọi người có thể bỏ ra 10 giây, mọi người like video, đăng ký kênh, bình luận video phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn có thể chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt được 20.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và ok mọi người, thì hiện tại đây là một cái nick của mình đã bị thu hồi lại những cái vật phẩm đó. Thì mình check lại xem mình lời lãi được cái gì qua cái sự kiện lỗi lần này nha anh em. Thì hiện tại bây giờ nick này của mình đang có 47 tướng và 73 trang phục. Thì hôm trước mình nhận là bên dưới này là 103 và 367 trang phục nha anh em. Thì giờ mình thu hồi lại. Hôm trước mình không nhớ là cái nick này của mình gồm bao nhiêu trang phục và bao nhiêu tướng nữa. Không biết là mình có lãi lời được cái gì nữa không, nhưng mình không nhớ được cái nick này. Tại vì đến hôm trước ấy, khi mình quay đến cái nick này ấy, thì mình cái video đó nó bị lỗi. Thế nên mình không để ý là trước khi cái nick này nhận phần quà đó thì mình gồm bao nhiêu tướng và bao nhiêu trang phục. Thì để đến cái nick sau của mình đi, cái nick kia của mình khi nào mà nó thu hồi lại thì mình sẽ review cận cảnh kỹ lại cho anh em xem nha. Hiện tại bây giờ nick này của mình thì mình vẫn chưa biết con số cụ thể trước nó và trước nó như nào. Thì mình vẫn chưa khẳng định là mình có lãi được cái gì, lãi được thêm con tướng hay là lãi được thêm trang phục được không nha anh em. Và sau đây thì mình sẽ review cho anh em. Thứ nhất là về bảng ngọc trước đi. Như hôm trước mình đã bảo anh em ấy, anh em có bao nhiêu ngọc, anh em mở cái vật phẩm nó ra, anh em lãi được bao nhiêu viên ngọc, anh em hãy mua hết cho mình bảng ngọc và xem nó có thu hồi bảng ngọc không. Và hiện tại bây giờ là nó không thu hồi bảng ngọc cho anh em. Hiện tại bây giờ bảng ngọc của mình sẽ lãi được bao nhiêu bảng ngọc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bảng ngọc. Mình tự nhiên mình lãi được 11 bảng ngọc nha. Thế là lời lãi đầu tiên là mình đã lãi được 10 bảng ngọc. Tiếp theo thì mình sẽ vào check cho mọi người xem là về phần trang phục của Nagrod đi. Đấy, trang phục mình hôm trước mình đã bảo là các bạn nâng trang phục Nagrod lên bậc 5 thì các bạn nó sẽ không thu hồi lại, là chắc chắn nó sẽ không thu hồi lại nha. Bây giờ mình sẽ vào check cho anh em xem. Đấy, mẹo thủ thuật cho anh em làm hôm đấy thì chắc chắn nó sẽ không thu hồi lại nha anh em. Đây là mẹo dành cho anh em nha. Hiện tại bây giờ là nó chỉ nó thu hồi hết tất cả trang phục rồi, chỉ còn mỗi trang phục Nagrod siêu việt bậc 5, anh em thấy chưa? Thế là mình đã lời lãi được, thứ nhất là trang phục Nagrod siêu việt bậc 5. Anh em thấy ok chưa? Đó, anh em thấy ok chưa anh em? Hiện tại bây giờ mình đã lời lãi được siêu việt bậc 5 nha. Hôm mọi người xem siêu việt của mình chỉ được bậc 1 thôi. Hôm nay mình đã cho lên được bậc 5 rồi anh em. Hôm mình nâng cấp lên bậc 5 là mình đã lãi được quả siêu việt bậc 5, là mất bao nhiêu tiền. Thực ra là đá quý đó phải mất tầm khoảng mấy triệu đó anh em. Mình đã lãi được mấy triệu từ gà rán rồi, anh em thấy ok chưa? Không biết hôm đó anh em xem thì đã anh em nào làm theo cách của mình chưa, thì anh em có thể bình luận bên dưới giúp mình nha. Đó. Và sau đây thì mình sẽ check cho anh em xem, không anh em lại bảo mình mốt các thứ. Không hề mốt đâu nha. Đã hiệu biên về các thứ đây anh em. Nó hiện như vậy anh em, mà mốt thì dở rồi anh em ạ. Đó, và nhiều bạn hỏi mình là bảo mình là thằng này dạy cách tun các thứ, nhưng mà thực ra là không phải dạy đâu, mà là mấy khi mà các bạn đó mới có thể là nhận được những phần quà hấp dẫn từ gà rán thì tội gì các bạn cũng làm đâu, đúng không? Đó, thì cũng may mắn vui cho bạn đó thôi, chứ còn thực ra là mình không phải dạy tun hack gì cả, mà đây nó là một số mẹo để cho các bạn có thể là mấy khi mà gà rán tặng cho anh em. Đấy, mấy khi mà gà rán lỗi thì anh em mới làm như vậy thôi, chứ bình thường gà rán không lỗi thì làm sao mà anh em làm như vậy, đúng không? Đó, anh em cống hiến cho gà rán nhiều chứ còn gà rán cho anh em bao nhiêu, đúng không? Đó, tự nhiên anh em lãi được một cái trang phục bậc 2S, mất bao nhiêu tiền của gà rán nữa anh em ạ. Để mà anh em sở hữu được Nagrod siêu việt bậc 5, anh em phải mất rất nhiều tiền anh em. Mình nhớ không nhầm phải mất mấy triệu, tại vì đá tiến hóa nó khá là đắt anh em ơi. Đó, tự nhiên lãi được quả siêu việt bậc 5, tuyệt vời chưa anh em? Thì hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn làm như vậy rồi, thì bạn nào làm như mình rồi thì các bạn bình luận bên dưới giúp mình nha. Và bạn đó, xin chúc mừng bạn đó đã nhận được trang phục Nagrod miễn phí, trang phục Nagrod siêu việt bậc 5 nha anh em. Tuyệt vời chưa? Đấy,
mình chỉ buồn là một số bạn trách mình, một số bạn không nhận được những cái phần quà đó thì bạn ấy trách mình là dạy vớ vẩn, nhưng mà không phải đâu anh em. Đây là trong cuộc sống mà anh em phải nắm bắt những cái gì mà được ban tặng chẳng hạn anh em. Đấy, những cái gì anh em được ban tặng thì anh em có thể là anh em sẽ nắm bắt nó luôn, chứ đừng để đánh mất đi rồi thì anh em mới có thể là lấy lại nha anh em. Đấy, hối tiếc không kịp đâu. Đó, và sau đây thì mình sẽ check tiếp theo là đây, mọi người để ý này. Bây giờ mình sẽ xem cái nick chính của mình nha anh em. À không, không, bây giờ mình sẽ xem nick chính của mình nha. Hiện tại bây giờ hòm thư nó không thông báo cái gì cho anh em nha. Khi mà nó thu hồi lại những cái vật phẩm thì nó không hề thông báo cho anh em cái gì. Và hiện tại bây giờ mình xem cái nick kia của mình. Nick kia của mình xem nó đã thu hồi chưa nha. Nick đắc này nha anh em. Đây, hiện tại cái nick này của mình xem bị thu hồi chưa nha anh em. Hiện tại bây giờ nó vẫn còn nguyên, chưa bị thu hồi. Mỗi nick này của mình bị thu hồi nha. Và một số bạn bảo là trời ơi, dùng thử trang phục Vocat thì mới bị thu hồi, nhưng nick này mình chưa dùng cái gì luôn. Mình mới vào, mình cho các bạn xem rồi mình thoát ra, mình chưa vào, mình dùng cái gì cả, chưa đánh một trận nào luôn. Thế đây là không phải là do các bạn dùng trang phục Vocat thì nó mới thu hồi nha. Và theo các bạn ấy thì nick nào bị gà rán thu hồi vật phẩm đầu tiên thì theo mình nghĩ đấy, thì đó là cái nick nào mà ít tướng, ít trang phục nhất thì gà rán họ sẽ thu hồi nhanh nhất. Tại vì là họ biết là cái nick đấy trước có tầm khoảng bao nhiêu tướng và bao nhiêu trang phục, họ sẽ thu hồi lại nó dễ dàng hơn là nick nào mà hiện tại bây giờ đang rất nhiều trang phục. Họ phải rà soát lại, sẽ có nghĩa là tránh lấy những cái trang phục nhầm của anh em. Thế thì mình nghĩ là những cái nick nào mà ít trang phục nhất thì họ sẽ chú ý đến đầu tiên và họ sẽ thu hồi vào đầu tiên, chứ không phải là các bạn là dùng thứ Vocat hay các thứ gì đâu. Đấy, đó là theo cảm nhận của mình nha. Và hiện tại bây giờ là anh em lãi được, tiếp theo là lãi được khung avatar nha. Hiện tại bây giờ mình có cả khung avatar của kiếm bác sĩ Kirito này, rất nhiều avatar Elsu tình ái này, Adum vũ khúc long hổ này, khung đao phù tận thế này, Anit bé ô tuyết này. Có nghĩa là các bạn lãi, thứ nhất là hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn lãi bảng ngọc, thứ hai là các bạn sẽ lãi được đây tiếp theo là viên Zioma này, Queen là cung mãng xà này, wow, khung của Ngộ Không siêu việt này, khung của Violet cô dâu này, đấy rất nhiều khung avatar đây nha. Thế có nghĩa là tổng quát lại thì anh em sẽ lãi được, thứ nhất là bảng ngọc, thứ hai là Nagros siêu việt bằng 5, là anh em đã được mấy triệu rồi và được free luôn cả khung avatar nha anh em. Đó, không ngoài vùng dự đoán của mình đúng không? Thì dự đoán của mình hôm trước là các bạn sẽ lãi được trang phục Nagros siêu việt bậc 5 và bảng ngọc rồi. Thì hôm nay anh em lại free luôn cả khung avatar nữa. Thì anh em thấy ok chưa? Toàn khung avatar tuyệt vời thôi anh em ơi. Đó, hiện tại bây giờ nick này của mình đã bị thu hồi nha. Và bây giờ mình sẽ vào một cái nick khác của mình. Thì hiện tại nick này của mình vẫn chưa bị thu hồi nha, vẫn 104 tướng và 369 trang phục. Đó, và ngày mai chắc mình nghĩ là 1-2 hôm nữa thì sẽ thu hồi những cái nick này thôi. Tại vì hiện tại cái nick này của mình là rất nhiều trang phục, tầm khoảng hơn 100 trang phục cơ. Thế nên là nó để nó thu hồi lại thì nó hơi lâu một chút, thế nên nó phải xem xét một chút. Thế mình nghĩ cái nick này nó hơi lâu một chút nha anh em. Đấy, cái nick này của mình cũng vậy, lãi được rất nhiều khung avatar nha anh em. Và để anh em có thể là giữ lại những cái khung avatar này thì anh em vào anh em thay dùng thử những cái khung avatar này đi, để khi nào nó thu hồi thì nó không thể nào thu hồi hết được cho anh em. Đấy, nó vẫn giữ lại khung avatar cho anh em này, anh em thấy tuyệt vời chưa? Đấy, nó cái chấm đỏ đỏ này, khung avatar mới nha anh em, mình chưa dùng bao giờ luôn. Nick này mình không viết đâu nha anh em. Bây giờ mình sẽ dùng một cái khung avatar của Phượng Cửu Thiên, tuyệt vời chưa anh em? Và hiện tại bây giờ là mình được hai cái nick lên Nagros siêu việt bằng 5 rồi, đó nick này và cái nick vừa rồi. Tự nhiên được lãi đúng không à? Tự nhiên được miễn phí từ gà rán. Đó là một số mẹo dành cho anh em nha. Bây giờ mình sẽ vào đây check cho anh em xem siêu việt bằng 5 mình vẫn nguyên luôn. Và tổng kết lại video này ấy, thì mình đã review cho anh em cận cảnh một cái nick mà gà rán đã thu hồi lại, anh em thấy hấp dẫn chưa? Đó, tự nhiên lãi được thứ nhất là bảng ngọc này, lãi thứ hai là khung avatar và thứ ba là free luôn trang phục Nagros siêu việt bằng 5. Vô cùng tuyệt vời luôn anh em ạ. Đó. Và bây giờ mình sẽ dừng lại clip đây và cảm ơn bạn đã xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo, bye bye.